Clip này xin mời quý vị nghe lại tiếng hát Duy Khánh qua sự tái hiện của đôi loa Pioneer CS99 Bass 40 và chiếc âm ly Sansui 881 kết hợp với chiếc đầu CD Sony 338 ESD của Nhật Bản. Mọi chi tiết xin liên hệ Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Quý vị tập trung vào nghe sự sâu lắng, rung cảm trong từng ca từ ở giọng hát của Duy Khánh, đặc biệt với sự tái hiện rất sắc nét, chi tiết mộc mạc của đôi loa Pioneer CS99. Tôi đang vận dụng các kỹ thuật ngày hôm qua đã hướng dẫn quý vị ở một số clip. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tôi đang có rất nhiều dòng loa sạc pin Vega của Mỹ mới về. Hầu như có tất cả các model, và đặc biệt tôi có cả loa Infinity của Mỹ Bass 40, hai đường tiếng chung và một dép Titan. Đưa tuổi thơ tiếng hát xa.
Quý vị để ý thấy mặc dù hiệu chỉnh kiểu gì thì đôi loa này vẫn cứ toát lên chất âm mộc mạc của kiểu dòng loa analog